Chào mừng tất cả quý vị và các bạn quay trở lại với Kitchen Tour của Nội thất Phúc Thọ. Trong số đầu xuân năm mới ngày hôm nay, tôi lại rất vui gửi tới quý vị và các bạn một công trình tủ bếp bằng chất liệu inox 304, sơn tĩnh điện và cánh kính cường lực, một trong các sản phẩm trọng điểm Nội thất Phúc Thọ phát triển và nghiên cứu trong các năm qua. Đây là một dòng sản phẩm tủ bếp inox cơ bản nhất trong hệ thống series các dòng tủ bếp kim loại Nội thất Phúc Thọ. Công trình mà chúng tôi đang được giới thiệu cho quý vị và các bạn nằm ở địa chỉ đường Mạc Đĩnh Chi, phường Ca Long, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, thi công gia đình cho anh Nghĩa tháng 9 năm 2023. Mời quý vị cùng theo chân tôi để khám phá chi tiết về toàn bộ công năng bộ tủ rất là giá trị và cao cấp này mà chúng tôi trang bị cho nhà của anh Nghĩa. Quý vị đang xem Nội thất Phúc Thọ TV. Đầu tiên về phối cảnh màu sắc thì quý vị có thể thấy được đan xen bởi hai màu, đó là màu vàng be và màu ghi xám. Đó, hai tông màu được rất nhiều khách hàng của Nội thất Phúc Thọ lựa chọn và yêu thích. Kích thước bộ tủ thì với hình dáng chữ L cộng một chiếc bàn đào, và vế chính rơi tầm khoảng độ 5m và vế phụ rơi tầm khoảng độ 2m rưỡi. Tổng bộ tủ bếp khoảng 7m rưỡi và chiếc bàn đào dài khoảng 1m6. Chất liệu được sử dụng đó là thùng inox 304 sạch không từ tính, với độ dày là 0,5 đến 0,8mm, được sơn tĩnh điện. Cánh kính được viền nhôm mạ anốt kính siêu trong 5mm của Hải Long và sơn nhập khẩu Hàn Quốc, được dán phim bảo vệ màu. Đấy thì đấy là cái thông tin rất là quen thuộc để cho các quý vị có thể hình dung được về cái thành phần cấu tạo nên bộ tủ này. Không gian ở đây được bố trí đó là một chiếc tủ rượu rộng 90cm, một chiếc tủ lạnh Nhật nội địa rộng khoảng 1m, tủ đồ khô 45 phân, và khu vực lò vi sóng, bếp từ, các hệ thống giá, gia vị, dao thớt, rồi các thiết bị inox của Oregon, khu vực chậu vòi và khu vực máy lọc nước. Thế phần tủ rượu này thì chúng tôi đã mang đến cho khoảng độ 100 khách hàng trong năm 2023 với thiết kế tủ rượu rất là sang trọng, ốp kính 4 mặt, cả về phần hậu cũng là phần kính. Cánh thì là màu trà nhạt, nhôm mạ anốt. Thiết bị bên trong bao gồm giá treo ly, đợt để rượu vang, đợt để whisky. Đó. Các khu vực để cốc, để chén thì đều được long nhôm định hình và đi đèn led ẩn ở bên trong, tạo ra không gian cực kỳ là huyền ảo và sang trọng. Tiếp nối không gian tủ rượu này đó là không gian tủ lạnh. Anh chủ nhà rất là quan tâm sức khỏe gia đình, thế nên là đã đầu tư một chiếc lạnh tủ lạnh Hitachi nhập nội địa trị giá lên tới hàng trăm triệu đồng. Rất là nhiều tính năng, công năng hiện đại và độ thẩm mỹ cực kỳ cao đối với chiếc tủ lạnh này. Bên trên thừa của tủ lạnh thì là mình sẽ làm tủ đồ khô. Đấy. Tiếp nối trong cái hệ thống tủ đứng này là một chiếc tủ đồ khô của thương hiệu Oregon, bao gồm 6 tầng 12 rồi inox, có thể tháo rời dễ dàng để mình di chuyển các vị trí đồ cao đồ thấp khác nhau. Chi tiết hoàn thiện inox thì cực kỳ là sắc sảo, 304 dạng xước mờ, rất là sang trọng và sạch sẽ. Ngoài công năng sử dụng thì mang lại giá trị thẩm mỹ cực kỳ là cao. Tiếp nối đó là khu vực đun nấu đồ ăn, kia là khu vực sơ chế đồ ăn. Nhân vật chính của khu vực này đó là một bộ bếp từ và hút mùi của thương hiệu Bosch series, bếp series 8 và hút mùi series 6. Hút rất là êm, hiện tại đang bật này, tôi tắt đi. Thì bên dưới bếp từ thì luôn luôn là có hai giá song nồi. Giá song nồi để dưới bếp từ thì sẽ có cái tác dụng đó là tận dụng tối đa được cái diện tích của cái bếp từ. Hai nữa là bên dưới của bếp từ thì có một cái luồng nhiệt, thế nên là mình sẽ tận dụng để mình sấy khô những cái song nồi còn ướt. Đá bếp thì được sử dụng đó là đá marble màu trắng vân mây, kính thì in tranh 3D của Hải Long. Bên cạnh giá song nồi để dễ dàng trong quá trình nấu nướng thì đây là một chiếc giá gia vị, để được rất là nhiều các thiết bị nhà bếp. Đấy, đây là một giá gia vị bên dưới, còn đây là một giá gia vị điện bên trên. Tất cả thì đều đến từ thương hiệu đó là Oregon hết. Đấy, chuyển động rất là mượt mà, cảm biến đa điểm nhiệt. Bên này thì là một chiếc giá góc liên hoàn. Đấy. Có thể cất xong nồi rồi thì cất đồ ăn dự trữ, rất là nhiều thứ ở bên trong này. Bên trên này là một chiếc máy sấy cốc chén, sấy bát. Các cánh tủ đồ khô quý vị có thể là xem chi tiết về sản phẩm mà chúng tôi hoàn thiện. Mặc dù đây là dòng sản phẩm cơ bản nhất nhưng mà cái độ chắc chắn của nó thì quý vị có thể hoàn toàn yên tâm là làm một lần nhưng mà mình sử dụng trọn đời và vĩnh cửu luôn.
không có một cái tác động nào ngoại cảnh có thể ảnh hưởng đến cái thùng của bếp inox 304 này hết. Đấy. Rồi thì độ chịu lực, rồi độ bền bỉ, rồi độ chống mối mọt, côn trùng, ẩm thấp, tất cả mọi thứ đều rất là tuyệt vời quý vị. Thiết bị chuyển động thì là Hatler, bản này Hatler và bê tông Hatler đều là những cái hàng nó cao cấp nhất rồi. Khoang chậu rửa này thì được bố trí một chiếc chậu của Orogon với kích thước là 88x45cm. Bên cạnh đó là hệ thống máy lọc nước, vòi lọc nước của Toto, máy lọc nước của Levelac, Enagic của Nhật nội địa, rất là đắt tiền. Đấy, bên dưới khoang chậu này quý vị có thể tận dụng để thiết bị máy lọc nước và chất tẩy rửa. Bên trên của khu vực chậu rửa là hai số giá mát, giá mát nâng hạ và giá mát cố định cũng đến từ thương hiệu Orogon. Đấy, tại sao chúng tôi sử dụng Orogon vì là nó là thương hiệu gần như là cao cấp nhất trong nội thất nhà bếp. Để bộ tủ được đẹp hơn thì không thể nào thiếu được cái hệ đèn. Hệ đèn này thì chúng tôi lựa chọn với ánh sáng trung tính là dây led không nhôm định hình. Để tăng thêm diện tích lưu trữ cũng như là một khu vực trang trí ở trong căn bếp này thì chúng tôi có bàn với gia chủ để thiết kế một chiếc bàn đảo. Bàn đảo này với kích thước là 75cm và dài là 1m6. Mặt trước này là mặt sử dụng và mặt sau là mặt trang trí. Sử dụng ở đây thì là mình sẽ có thiết kế bằng 3 hệ ngăn kéo để dĩa thìa. Đấy, quý vị có thể thấy chất liệu đó là nhôm phay xước của Orogon kết hợp với dây giảm chấn của Karimi. Bên này là một giá gia vị và bên này là một tủ gạo. Nên vừa đủ tròn vẹn kích thước là 1m6. Khi mà có một chiếc bàn đảo trong không gian bếp thì cái quá trình sơ chế cũng như là đun nấu đồ ăn này trở nên rất là tiện lợi và nhanh chóng. Từ việc đó là mình nhặt rau nhặt cỏ ở bên trên này, đứng không phải ngồi đỡ đau lưng. Và mình rửa ở đây. Đó. Xong bảo mình ra kia mình nấu, đun nấu xong. Và đồ ăn như thứ thức uống là mình lấy chén bát ở trên này để mình đựng. Sau đó mình đặt tại đây luôn. Đó, sắp 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 món gì đó. Sau đó mình chuyển vào bàn ăn chính để gia đình cùng thưởng thức. Nên là cái bàn đảo này mang tính chất trang trí cũng như là tính chất về công năng sử dụng nó rất là cao. Nếu có diện tích thì tôi cũng khuyến cáo, khuyên quý vị nên sử dụng thêm một chiếc bàn đảo này. Quý vị đang xem Nội thất Phúc Thọ TV. Rất nhanh như vậy là tôi đã giới thiệu cho quý vị toàn bộ về công năng của bộ tủ bếp mà chúng tôi đã thi công cho gia đình của anh Nghĩa. Với mức tài chính được bật mí rơi tầm khoảng độ 500 triệu bao gồm đầy đủ thiết bị điện tử. Sau khi mà mình không tính thiết bị điện tử, ví dụ như là tủ lạnh, bếp từ hút mùi, lò vi sóng, rồi máy lọc nước thì cái mức tài chính khoảng 300 triệu. Quý vị có thể sở hữu một bộ tủ đầy đủ về công năng tủ rượu, tủ đồ khô, đấy, hệ thống đun nấu, hệ thống rửa ở đây. Hy vọng đây là một thông tin gợi ý cho riêng các khách hàng ở khu vực thành phố Móng Cái mà chúng tôi đang hướng tới trong năm 2024-2025 cũng như là những khách hàng chung của Nội thất Phúc Thọ đang quan tâm đến sản phẩm của chúng tôi. Quý vị hoàn toàn yên tâm, mặc dù ở những cái vị trí địa lý rất xa Hà Nội nhưng chúng tôi vẫn hoàn thành những cái công trình rất tốt và có những chế độ bảo hành bảo trì hậu mãi rất là tốt cho các quý khách hàng. Dù ở Nghệ An, dù ở Hà Tĩnh, dù ở Quảng Bình, Quảng Trị thì chúng tôi đều có mặt để phục vụ cho các quý khách hàng. Rất cảm ơn quý vị luôn đồng hành và theo dõi Nội thất Phúc Thọ. Hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo. Xin chào. Nội thất Phúc Thọ, uy tín từ những điều nhỏ nhất.